Chào tất cả các bạn. Ơi. Giờ tôi với nhỏ anh em đi thăm mấy cái bẫy rắn mà đầm. Hả? Đầm. Hơn một bẫy chắc phải một tuần rồi các bạn. Thì lần trước mình có đi thăm rồi. Cách đây phải 3 ngày có. Thì tôi có đi thăm mà không dính được con nào hết, cho nên là mình không có đưa clip đó lên. Để hôm nay xem mà có cái con gì không. Tại vì hôm nay bắt buộc là phải mang bẫy về. Tại vì chuột hết đồ ăn chắc nó cũng đi luôn rồi. Không, có. Chuột cái sông quá. Thấy nhỏ bịt mũi không biết kìa. Nhỏ. Nghẹt mũi. Nghẹt mũi. Đi. Thơm. Thơm nhưng mà thơm, thú quắc kìa. Hôm nay như các bạn nhìn thấy nhỏ này bự. Nhỏ. Bự không nổi hả? Đâu ta? Có không? Chuột sống không? Chết. Hôm bữa mà mình mang về hết rồi mình cho thêm mà được rồi. Có rồi. Nhỏ. Hả? Hôm bữa mình mang về á. Bữa mình mang về á. Mình cho rồi ăn vô là chuột không chết rồi. Và nơi đó em ơi có gì vui xin kính thưa người cháu. Kiểm tra hàng nha nhỏ nha. Nãy giờ anh thấy em đi sung lắm rồi. Nãy có con anh không bắt xuống bây giờ chắc nó bò tới đâu rồi đó. Cái ba tình yêu đó. Mình mỗi lần đi thăm này nó cực lắm các bạn. Dắt á mà nó mà bò lên ngã ba tình yêu á là phải nói là nó thốn, thật là thốn luôn á. Hả? Bên chui trong sao ta? Thì chui trong á. Khổ quá. Thì gấp nó ra chứ sao. Gì? Chùm bao à? Chùm bao nó luộc ăn cũng ngon. Nó luộc ăn cũng ngon. Đâu? À. Cái này là chính không? Cửa. Ui. Nè cái này già nè, cái này được rồi. Con non á. Ngoài kia nó có kìa. Bỏ từ le đây. Để kiếm mấy cái già ăn cũng ngon. Thăm mấy cái nhỏ? 5 cái, 4 cái. 4 cái. Lấy cái đó. Lấy đây. Nãy có cá chuột chết chưa chết đúng không? Ui, có. đây. Có rồi các bạn. Tuyệt vời. Đây mang ngoài. Hôm nay có cái ui, tí nữa té. Có cái quay cho các bạn xem. Ấy da. Nhỏ ơi. Hả? Em đập đâu cái cành cây nó băng đầu anh nè. À. Đó mà tôi gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật cái đầu em á. Vô đầu anh nè. À. Một con rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ trời muốn mưa rồi. Trời cả mù. Sợ mưa không có lấy hết bẫy về được. Nên là bây giờ mình phải đi thăm hết đi. Lát nữa mình lên mình mở ra cho các bạn xem. Con này nó dữ lắm á. Mấy cái bụi này là tối đi xuyên chuột đã lắm. Hả? Đừng có đào này. Chỉ ạ. Tối bên nào đi xuyên chuột cho các bạn xem đi nhỏ ơi. Ờ.
Ồ, cái trái chín rồi đó. Chín. Trái chín rồi đó. Kìa, cái trái kia chín kìa. Đâu? Kìa. Đây. Bình thường hạt không lọt dưới luôn, cắm đầu dưới xong luôn. À, trái chín rồi các bạn. Thái Bình Bát. Mình Thái Bình Bát. Ăn nha. Mời các bạn ăn chùm bao á. Kìa nhỏ cái 2 trái chín rồi. Ở kia. Để em không nhìn thấy. Này cho trái. Đó, cái đó. Rồi, cảm ơn em luôn. Còn kia còn quá trời sau kìa. Đâu? Kìa. Dưới chín nhóc kìa. Rồi sao lấy? Đi gỡ đi hẳn rồi, mưa á. Mưa đến rồi kìa. Em vui. Trời. Ngay trước mặt luôn mà không thấy. Mót đấy hả? Hả? Anh nhé. Dạ. Kiếm cái nào? Không có. Giỏ ốc. Ôi, mất cái sao rồi. Hôm qua thấy kiếm chiều lắm mà ta. Kìa. Nhưng mà đống gì vậy? Lát nữa mình hái ăn. Sao hết? Quá trời luôn kìa. Ha. Thôi, đừng nói nữa theo. Đi. Ê. Đi mà nó còn quật lại đằng sau cái được hay thì u cò rồi nhỏ kìa. Từ cò rồi các bạn. Có quay em đâu mà chào. Ôi trời ơi, mất cây. Người ta kiếm cái cây dài dài không kiếm. Bữa anh thủ em cái cây dài dài đâu rồi? Bữa anh thủ cái cây dài dài đâu? Nhai hay ông dục đâu rồi? Nó buồn miệng nó ngồi đấy, hai mấy đứa con nó chẳng nó nhai được. Đứng ngoài đi, em dậy vô. Ừ. Đập đi hả? Đập đi. Để cái này vô đây luôn đi. Ôi trời ơi. Có. Có. Lóc nhóc này. Kìa quá. Hỏi có bẫy dính không? Có. Lôi con nó ra làm chi không biết này nè. Giờ nó hỏi có mắt không? Không. Cái này con chuột này. Còn không? Giờ con bắt mấy con này hả? Nè các bạn. Gan động trời không? Đi. Vô chỗ đó rồi đi. Này đúng một cái ổ luôn. Bên kia còn cái nào không? Bên kia còn cái nào không? Hả? Bên kia còn cái nào không? Đó. Còn cái là để vòng qua bên kia, đường kia lấy đi. Đường này không, nó bò ngập mặt á. Phải đi thăm không? Đi. Khổ không các bạn? Vui. Ai thấy khổ cho like nha. Nãy giờ đi thăm mà không được cái nào theo các bạn. Con biết chân này. Chị nhỏ hát cái gì vậy? Cái bài mà xuân này con về đó là hát bài với ơi gì á, tí nữa cắm đầu ở dưới rồi. Con biết xuân mẹ cha đi con. Ô khi thấy có ủa sao cái ôi. Có có rồi rồi coi rồi thấy gì á, cho vô. Ây da,
Được một con nữa các bạn. Tuyệt vời, mặt trời luôn. Rồi, cái lúc mà cần á. Lúc cần không có. Hôm bữa mà mình mời anh em xuống chơi á mà đi. Mời anh em xuống chơi á thì mình đi đập vặt bẫy thì không có. Cần không có. Có. Lúc có chẳng biết làm gì nữa. Con biết mẹ chẳng tin con. Khi thấy mai đào nở đầy bên. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay em bay đầy trượt ngõ. Mà tin con vẫn xa ngàn xa. Nhoi, anh nôn Tết quá. Em nôn đúng không? Nôn không? Tết mà. Còn một tháng nữa Tết nữa các bạn. Tung tăng đi uống trà sữa. Cái gì? Gì uống trà sữa hả? Có mà trà đá, có mà trà sữa. Hả? Thôi. Không phải hả? Dẫn người yêu đi uống trà đá hay trà sữa? Hả? Thử trà đá. Ô. Gì vậy? Ai dạ? Gì vậy? Cái này đúng đó, ông Mười không hại người sao à? Chi đào cái hố đây chi không biết. Vô dâm đã không à? Ông Mười ông mấy người. Ấy giờ chân của. Thì nữa khắm đầu rồi. Nè, ông Mười chân cái lỗ này nè. Không thấy chấm vô cái chặt chân luôn. Đây. Hay đi thăm hết rồi, được hai con các bạn. Hôm nay đắc xô. Cái gì vậy? Ủa, ông ba với chú sáu đang nhậu à? Hai ông nay họp sớm à? Ba để khăn nắng ba ơi. Không được hai con nữa. Đây. Chưa biết. Đâu giờ mấy ký? Chạy ra. Con cái to quá anh. Đâu rồi ta? Đây. Hai nha, nha. Để xuống. Bỏ hai cái xuống đi. Được hai con gì ba ơi? Hai con. Hai con, một con một con giận, một con ngựa báo, một con báo, một con ngựa. Đây. Ê, một con báo, một con giận, một báo, một con hổ. Báo. À, còn con đâu nhỏ? Đây. Cái này bữa để chuột vô rồi nó tha vô, nó gặm vô trong luôn. Trời. Mà sao mà cũng dính được. Để đặt bẫy nè. Đặt bẫy cái đó nó cắn nó chung vô luôn không? À. Sao mà nó cắn con chuột cắn nè, rồi con cắn chui trong đây nè. À. Được hai con rồi, giờ mở ra thôi. Đây để tôi mở cái này cho các bạn xem. Ủa, một con hay thôi, hai con nhỏ. Giống hai con mày. Hai con. Ờ, hai con mày. Mày chút xuống dưới, chút xuống dưới. Chút dưới biết liền gì? Hai con. Từ từ á. Một con ơi. Con này bự quá hả? À? Con bự dữ hả? Dài. Dài lắm á. Tưởng hai con. Tưởng hai con ba. Tưởng hai con nữa. À, con này bự. Ờ, con này bự nè. Đây là con dện các bạn. À, cho con dện này nhỏ. Con dện này nó dữ lắm. Gì vậy mấy ông? Dện này dữ nè. Dạy dữ lắm mà nó nhanh nữa. Người vậy chứ mà nó chủ yếu là cái đầu ngóc lên thôi. Mày biết cái đụng mẹ nó lắc. Nó mày lớn nữa nó khò cho mày. Con này nó nhỏ nè. Lớn nữa khè dữ lắm. Con này vừa không có nhỏ lắm mà này vừa. Vừa. Khè ghê lắm ạ. Tao tưởng hai con chứ. Mày nhìn tưởng hai con không á? Phải mày làm mày lắc lại coi. Lắc lại à. Không có con à. Nuôi cái đầu đi còn cái đầu nó đâu. Bự mày, con không bự này bự mày. Chữa sao ta? Kìa, con kìa kìa. Ừ.
cháu nên đặt cả tuần nữa chứ. Đặt cả tuần nữa chứ, thăm lần trước không có, lần này mới có chứ. Mày bây giờ mày ta chỉ mày. Mày giờ bắt con nhái con gì bỏ vô cổng. Bắt cái gì? Khỏi con chuột. Thì chuột nhái không được chị. Chuột có những ngon hơn, chuột mình để vô có lúa vô nó sống lâu lắm. Nhái vô nó không có gì vậy. Tại hôm bữa cháu lười chứ không là để bịch lúa lại là nó sống hoài luôn á, lì lắm. Chuột có sống lì lắm. Con này mập lắm. Ba, con này ngon. Mà chữa rồi á. Chữa thôi. Con này dữ rồi. Ờ nhỏ ơi, lấy con sáu cái bịch đi cho nó vô nhỏ ơi, bắt bỏ vô. Để chỗ này con sáu chỉ cho nhỏ con sáu ơi. Cho mượn ba Huy. Mày ra chút em về phải không? Ờ con sáu có cái túi kìa. Có cái túi lưới kìa. Túi mày là bọc mít á. Ghê quá. Con này nó khè dữ lắm. Con này dữ lắm. Ừ. Cậu này hiền khô hả? Không, nó cũng dữ á. Táp dữ lắm. Ờ, nó táp dữ lắm nhưng mà nó không có bằng con này. Con này dện thì nó dữ hơn. Cho nó một cái túi này. Ừ, lấy cái túi được á. Cho từng con thôi. Cho con này. Con này vô trước đi. Con này xung vô trước đi. Lấy kiếm cái cây. Bữa đụng mấy thằng kia hổng là đụng chụp một con đụng nó hụt. Không có nhỏ nó mày, 4 ký. Vậy hả? Ở cái dãy này nè. Ở đâu? Đây nè. 4 ký á? 4 ký. Hụt hả? Hụt. Con hụt nó khoe khắp làng. Tưởng nếu mà được rồi cháu biết rồi. Em xuống anh đùa đồng đi xuống nè. Em giữ im ở đó được 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 đừng chứ. Phóng qua. Đó. Qua đi. Ơi, nó qua hết đi. Dài lắm rồi, nó. Nó dài ngoằng mà, từ từ. Rồi. Rồi. Đây nè. Giống như nó dê nó dữ lắm. Ừ, phật luôn. Kiếp. Đụng ngựa nó phải lớn gì nữa ký. Nó đi thua hết à? Hả? Đi, không, thua. Con này cũng con này cũng phải 7-8 lạng á. Ta nói nửa ký là được rồi. Không, con này 7-8 lạng. Nó dài lắm. Ừ. Tao bắt con này luôn. Cho con này vô luôn đi. Kìa, cái đầu kìa xuống. Anh giữ nó hả? Trời ơi, chui gì vô nó ỉa từ le trong đây nè. Trời ơi, cái mùi nó ghê quá. Đang cái gì á? Trời ơi, chuột. Thiệt. Đâu mấy này hay quá. Hôm bữa cho để ghép con kia nó tha, con chó tha đi đâu mất luôn. Tao mất con chó này bắt không? Gì? Tao mất con chó bà, chó già. Mất con chó nữa hả? Ừ. Cháu để đôi dép cháu mất luôn. À. Con chó thay đâu mất tiêu rồi. Rồi chó đi sao mày. Mang đôi dép nhất đi rồi nè. Lấy cây chọt, lấy cây chọt. Kìa cái kìa, chọt cái gì kìa, con nhỏ nó bật lên lại kìa. Không bật hả? Ừ. Để hội đi kiếm đôi dép lại coi. Nhỏ nó cũng thay đi kìa. Nó thay hết hai đôi. Thay hết hai đôi luôn. Đâu mà để tao kiếm tao không ăn. Mình bực cái nhỏ á. Trời ơi, hèn chi hèn chi. Dạ. Vô làm ly hay ly mày? Dạ, sống nhậu nhậu đi, để cháu cho mấy này vô kìa. Đúng rồi, con này sao trí làm vậy? Đó, vô rồi đó. Hay. Rồi. Hai con. Anh Trọng ơi, anh coi được clip này thì anh coi sắp xếp thời gian rồi qua đây chơi với hai đứa nha. Này anh Trọng, bữa anh Trọng kêu mình chơi thú quá. Hai đứa em sao hôm qua thăm mấy cái bẫy chắc để chắc nó thú quắc hết luôn rồi. Nay có thú nhưng mà vẫn dính nè. Bẫy bèo nha. Dứt mát ha. Mượn đôi dép của ông Nhất đi rồi các bạn. Chân nó bự quá, chân tôi nhỏ xíu quá. Gì? Mang trên đâm ra là nó cứ thật thôi. Mà mang mấy dép này không quen. Sai hả? Chà mùi ngon rồi. Đậu cơm rồi. Dạ. Bây giờ tối rồi các bạn. Thì hai con rắn này thì mình sẽ chờ anh Trọng qua. Nhọc quá sớm nha anh Trọng.
Anh chồng mà coi được video này thì anh coi sắp xếp qua đây chơi với hai đứa em nha. Rồi làm món gì hay hay lên quay cho các bạn xem. Với video đi thăm bảy rắn đầy thành công của anh em có chia sẻ chứ không phải giống như mấy hôm trước nha. Xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Nếu như các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem. Và đừng quên nhấp vào quảng cáo để ủng hộ mình với lại nhỏ. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye mọi người. Chào tất cả các bạn. Ông Sáu, chào tất cả mọi người ông Sáu.